Trân trọng tiếp theo mời lên đây là tiến sĩ Nguyễn Viết Cam ạ, nguyên viện trưởng y học quân đội, lên sẽ lên trình bày về điều trị nám ạ. Và xin kính chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Viết Cam, tiến sĩ, xin là chủ nhiệm khoa trong viện. Hôm nay cũng rất là vui mừng, rất là hạnh phúc được chia sẻ với mọi người chuyên đề nám da. Thì cái phần của tôi thì nói về vấn đề nám da. Cái nám da là một như phần trước, nó cái phần nguyên nhân như nào thì các bạn đã nắm rồi. Thế thì nám da là bệnh hiện nay mà nói có thể rất nhiều các chuyên gia về y học hiện đại cũng như là y học cổ truyền ở Việt Nam cũng như là thế giới, rất nhiều nơi, rất nhiều bác sĩ trân trọng về việc nghiên cứu làm sao để điều trị chứng nám da, chứng nám da. Đây gọi là chứng nám da. Trong y học thì không gọi là bệnh chứng nó dùng nhiều nguyên nhân gây ra, nguyên nhân bên trong nguyên nhân bên ngoài, cái bệnh gì rồi rõ một cái bệnh thì gọi là bệnh. Thế thì cái chứng nám da này chị em thì nhiều khi là không chữa thì nhiều khi là thế thì nó đỡ hơn, thế nhưng mà nhiều trường hợp thì cứ dùng hết sản phẩm đó sản phẩm kia chữa cái chứng nám da này, có khi cái tình trạng mà nám da rồi còn bệnh về da còn nặng hơn, như chảy như sệ, cái chảy như sệ rồi là đốm rồi nhăn. Thế đó trường hợp đấy thì là khi sau khi dùng vào cái sản phẩm và điều trị cái chứng này, thế thì tại sao như vậy? Thế thì câu hỏi tại sao như vậy trên thị trường này rất nhiều như vậy, rất nhiều chị em là sau khi điều trị mà để lại những cái hậu quả như vậy. Thế thì trong tất cả những sản phẩm về điều trị chứng nám da thì nói gì thì nói, trong cái thành phần của nó có rất nhiều cái thành phần khác nhau nên dẫn đến là cái tình trạng như vậy, cái bệnh lý xảy ra như vậy. Nên chị em thì thường là rất là kỳ vọng, nhưng nhiều chị em là cái làn da là người ta nhìn là nhiều khi phản cảm, thì em cũng hy vọng chờ mong và nhiều các sản phẩm khác nhau. Thế nhưng mà sau khi điều trị thì để lại những hậu quả là không tốt. Thế thì các cái sản phẩm đó là cái gì? Thứ nhất là cái sữa rửa mặt, cái dung dịch rửa mặt. Thì các dung dịch rửa mặt thì thường bao giờ phải có gì? Phải có kiềm. Bao giờ có chất kiềm, có chất bazơ thì sẽ làm gì? Khô da. Để khô da thì dần dần sẽ dẫn đến là gì? Kích thích da. Kích thích da thì dẫn đến là gì? Tăng cái cảm ứng, cái phản ứng cái hấp thụ với lại cái tiêu UV từ phía ngoài hoặc là các cái chất kích thích bên ngoài khác nữa, như bụi đường, rất nhiều các nguyên nhân khác. Nên là cái là do cái dung dịch rửa mặt. Thế còn các cái kem, cái kem thì dưỡng da, hiện nay rất nhiều các loại kem khác nhau. Thế nhưng mà kem dưỡng da thì bao giờ chứa làm sao để phục vụ da, nó da mềm hơn đấy. Thế muốn mềm hơn thì trong đó nó phải có salicylic, các cái muối, các cái acid để làm cho da mềm hơn. Để da mềm hơn thì khi mà mềm hơn thì dẫn đến gì? Để chạy kích thích da này làm cho da gì? Dễ nhạy cảm hơn, dễ nhạy cảm hơn thì tổn thương da sâu hơn, dễ nhạy cảm hơn thì tất cả cái yếu tố kích thích cảm. Sau đó dẫn đến là gì? Dẫn đến là cái tình trạng, cái bệnh lý về da càng nặng hơn, nặng lên, nặng nữa. Đấy, cho nên là một số các chị em là khi mới tuổi rồi mới thấy rằng là gì? Thế là mình bị tai hại của cái tác hại của cái kem dưỡng da. Nhưng mà cái kem chỉ nám thì cũng là cái mục đích là cái kem chỉ nám làm gì? Da nó mỏng hơn, các lớp tế bào sừng dày, cái da nó có bao nhiêu? Có 7 lớp. Thì cái lớp sừng ở bên trên rồi cái lớp sắc tố ở dưới phát triển. Thì cái kem mục đích của nó làm sao? Phải để cho nó mỏng ra đi. Nó mỏng ra đi thì sẽ gì? Sẽ bớt được các cái bớt cái giai đoạn đầu là bớt đi. Nhưng cái giai đoạn sau hay là hoặc là trong cái kem thì nám có một số nữa nó có cái có cái bít chẳng hạn, thì bao giờ da nó mềm hơn, có thể biết bao giờ giữ nước, giữ nước thì làm cái bề mặt da căng hơn, mịn hơn, sáng hơn.
nhưng mà sau lâu ngày thì gì dẫn đến gì là nguy cơ cao có thể tăng kích thích, tăng cảm thụ các cái kích thích bên ngoài, cho nên là gì cái tình trạng da ngày càng sau này sẽ dẫn đến là gì, sẽ dẫn đến cái hậu quả là có khi là số hơn. Cho nên các cái một số các cái sản phẩm, các sản phẩm mục đích chung là bào mòn, cái bào mòn rồi dẫn đến cái tổn thương da của chúng ta, nó không đúng cái sinh lý của da sẽ dẫn đến là những cái hậu quả không tốt. Thế còn người laser, cái việc điều trị laser hiện nay là khá phổ biến trên thị trường. Đấy, những cái mục đích của laser là gì? Là tổn thương cái vi thể, tổn thương sâu, tổn thương vi thể, tổn thương chân bì, dẫn đến là gì? Giảm là mờ đi các cái vết nám. Thế nhưng laser cũng như các sản phẩm khác, cái tác dụng gần như tương tự, thì làm cho gì? Lúc đầu thì chúng ta cảm thấy là rất là sáng, rất là đẹp. Thế nhưng mà bản chất của các phương pháp này là cái gì? Nó là gây tổn thương da, gây tổn thương cái chân bì, tổn thương cái biểu mô da. Khi tổn thương như thế thì nó cũng giống như một cái yếu tố kích thích, kích thích cơ thể đáp ứng cái kích thích đấy thì làm cái gì, là cho da càng phát triển hơn, cái phần nám đấy tổn thương cái tế bào melanin kích thích càng phát triển hơn, thì dẫn đến là gì, tình trạng cái nám da ngày càng nặng. Đây là cái phần laser thì trước điều trị và sau điều trị thì cũng giống với tình trạng sẽ là da ngày càng sau là một nguy cơ dễ tổn thương đáp ứng không tốt với một cái yếu tố kích thích bên ngoài, cho nên là da của các chị em tình trạng tệ hơn. Đấy, cho nên là các cái phương pháp hiện nay về cơ bản để điều trị cho da là như thế. Thế còn phần nội tiết tố nữ, nội tiết nam và nữ cũng quyết định giới tính nào và nữ thôi, là do nội tiết. Thế chị em trên TV có chị em hay xem cái sâm quảng cáo những cái sản phẩm mà uống vào chị em sẽ duy trì tuổi thanh xuân hơn. Thế thì bản chất của phụ nữ muốn xinh muốn đẹp, da muốn mịn màng, anh em người ta nhìn vào thì da cô ấy mịn đẹp thích thế. Thế là do gì? Có chủ yếu là do nội tiết của các bạn. Nếu nội tiết của các bạn càng tốt thì các bạn sẽ giữ được cái tuổi thanh xuân hơn. Thì bây giờ có các cái sản phẩm khác như bảo xuân để duy trì kích thích cho cái nội tiết cổ để duy trì cái tuổi thanh xuân của các bạn. Thế thì một cơ thể khỏe mạnh thì phải gì, cái nội tiết tố này phải tốt. Thế thì cái nội tiết tố này xuất phát từ đâu? Từ cái tuyến thượng thận rồi cái vùng trứng của chị em. Thế thì khi một cái tuổi nào đó các bạn sử dụng các thuốc nội tiết tố này thì ban đầu thì các bạn sẽ trẻ hơn, xinh hơn, đẹp hơn. Thế nhưng mà dùng lâu ngày lạm dụng thì sẽ dẫn đến tình trạng gì? Tình trạng này cái chức năng của cái tuyến nội tiết này sẽ giảm chức năng, cái y không hoạt động. Thế này là cái cơ chế ngọt trong y học, cơ chế ngọt khi anh dùng vào cơ thể thì chức năng cái tuyến nội tiết y không hoạt động nữa, nó không hoạt động nữa thì giảm hoạt động đi. Thì lúc đó là gì? Thì khi chị em chúng ta lạm dụng dùng các cái loại thuốc đấy một thời gian dài dẫn đến tình trạng suy giảm cái chức năng của cái tuyến đó. Thì khi dừng thì các bạn rơi vào tình trạng gì? Thiếu một nội tiết tố. Thiếu một nội tiết tố thì dẫn đến gì? Các bạn sẽ không duy trì được nhé, cái tuổi thanh xuân của bạn suy giảm sa sút đi rất là nhanh chóng. Cho nên là các cái khi sử dụng các cái thuốc này thì các bạn hết sức lưu ý trong cái giai đoạn như vậy. Nếu ai đó sử dụng thì chúng ta lưu ý như vậy. Thế cái nội tiết tố thì từ xưa nay thì thực ra là trong y học là khuyến cáo là gì? Dùng nội tiết tố lâu ngày, dài ngày sẽ dẫn đến gì? Dẫn đến chứng loãng xương cho người phụ nữ này, bị loãng xương là ưu tiên của phụ nữ. Cái thứ hai là trước đây người rất sợ dùng cái loại hormone của nội tiết tố nữ là gì? Gây ra cái gì? Cái chứng u. Cái chứng u đặc biệt là các cái u sinh dục nhé, phần ngực, phần phụ ở dưới. Cái chứng u đó là sợ. Mà khuyến cáo cho chị em là nhiều trường hợp là dùng lâu ngày, dài ngày có no chồng đi chỗ nào chỗ kia cứ dùng cái nội tiết tố thì sau này sinh ra cái chứng u thì lúc đấy lại ăn nặng. Cho nên là cái phần về nội tiết tố thì các bạn cũng cần nắm vững cái tác dụng chính, cái tác dụng phụ nhé, để nên sử dụng như là nó phù hợp và cũng không nên là lạm dụng các cái sản phẩm như vậy. Cái ưu điểm, cái ưu việt của cái sản phẩm đông y thảo dược
cho nên là gì, chị em muốn sinh muốn đạt, chúng ta dùng các phương pháp rồi mà có nhiều các tác dụng phụ rồi, thế để cho cơ thể chị em sinh đạt dưỡng được lâu thì chúng ta cần chú trọng cái gì, là chú trọng là thứ nhất đầu tiên là nâng cao thể lực, cái thể trạng. Thế cái thể trạng này theo y học hiện đại thì quan niệm khác là không có bệnh gì cả. Thế nhưng quan niệm của y học cổ truyền là gì? Bản chất sức khỏe. Cái bản chất sức khỏe của các cậu đến đâu như thế nào? Nếu có những người trẻ rất lâu, cũng có những người rất nhanh già, có những người ngoài 30 tuổi đã lắm rồi. Đấy, có những người có cái 50 tuổi cũng xinh tươi. Thế là do bản chất, nội tiết tố. Bản chất của thể lực của chị em. Thế cho nên là gì? Các bạn cần phải gì? Cần chế độ ăn, ăn uống nhỏ cho phù hợp. Nhiều vitamin chẳng hạn, những hoa quả chẳng hạn, được các chất dinh dưỡng là sao để cân đối phù hợp. Thế thứ hai là gì? Luyện tập thể dục thể thao. Đây là thể dục thể thao để giữ gìn da vệ sinh sạch sẽ. Nhân thế cái phần đông y của chúng tôi có tác dụng ở chỗ nào? Đấy, cái đông y có tác dụng là gì? Trọng tâm là chúng ta cho cái quan niệm lý luận về học truyền là gì, là đi vào bổ thận, bổ khí, bổ huyết, bổ thận, bổ khí, bổ huyết, nhà hành khí và mạch huyết, nâng cao cái bản chất của thể lực của chị em. Thế khi cái bản chất thể lực tốt, chức năng tuyến thượng thận tốt, rồi các cái chức năng của các cái nội tiết tố của nữ tốt, thì chị em sẽ duy trì được thanh xuân. Đây là mục đích của nghiên cứu của y học cổ truyền về vấn đề nâng cao thể lực, thể trạng. Rồi bản chất là gì? Là nâng cao cái nội tiết tố của chị em lên. Từ đó duy trì cơ thể chị em tốt, nên thì cái làn da của chị em là tốt. Thế là cái mục đích nghiên cứu cũng như là các cái sản phẩm đã đưa ra, những cái sản phẩm mà công ty nghiên cứu thì đã thực hiện và trong nhiều năm qua đã có những kết quả rất là tốt cho chị em. Đấy, thế thì cái lời khuyến cáo là gì? Là chúng ta dùng thuốc uống bôi đắp xoa thuốc y học cổ truyền sẽ có tác dụng rất tốt đối với bạn chị em, cái làn da của chị em. Đấy thì cũng khuyên các bạn là tránh lạm dụng các sản phẩm hiện nay một cách quá mức, sẽ dẫn đến là gì? Sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt. Thế thì theo cái quan niệm của chúng tôi, theo quan niệm của cái công ty nguyên khí thì chúng ta chị em là gì? Hết sức kiên trì, kiên nhẫn, nên không nên nóng vội, không nên vội vàng, không nên hấp tấp, không nên sốt ruột, nên và kiên trì điều trị theo cái hướng là gì? Uống thuốc, bôi thuốc, đắp thuốc thì chúng ta sẽ dẫn đến một thành công theo cái mình mong muốn. Thế cái phần bài của tôi đến chỗ này là hết. Tí nữa thì sẽ các bạn có cần trao đổi gì thêm thì chúng ta cùng trao đổi. Xin hết ạ, xin cảm ơn và xin chào các bạn.